chưa? Đó. Em chăm chỉ chưa? Chăm chỉ chưa? Đó. Nhưng mà thế thì không nhìn cái gì. Đó là bài thơ Bánh Trôi Nước.
Bây giờ cô sẽ mời chúng mình đây là hình ảnh của bánh trôi này. Bài gì con ạ? Rồi làm lên rồi anh lấy xem. Và một tràng vỗ tay là giới này các bạn bảo cho bạn nào. Tạm biệt cho mi sa. Tạm biệt bỏ chắc xinh xinh. Mày mà nó một hồ chiếc. Các bạn ơi. Do là 4 loại vũ khí hợp thành các bạn ạ. Rồi tất cả con chạy đi đâu đây? Tất cả các bạn nhá. Đi nào. Anh Châu ơi. Bạn này là bạn Khánh Linh à? Bảo Linh ạ. Rồi, thế bạn tên là gì? Lương Diệp Anh ạ. Gì cơ? Lương Diệp Anh. Phùng Tâm Bảo Linh. Có ai kia? Thôi, anh cứ chụp đi. Cứ đang chụp đi chứ. Cứ đang chụp đi chứ. Thế bạn này là bạn Bảo gì? Bảo. Bảo Ngọc à? Không, Bảo. Bun Gia Bảo. Này, là ông của cậu. Thế còn bạn kia tên là bạn gì? Con ở đây. Nguyễn Văn Toàn đó. À. Chú ơi, con nắm tay nhau không? Thank you.
diễn một bài nào. Thank you.
cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục, các bậc cha mẹ học sinh, các em sinh viên, học sinh cả nước, ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên cả nước. Trong không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới 2018, oh shit, kinh quá. Thôi được rồi.
ơi. Hạ cánh. Được chưa? Tất cả rơi đây nào. Tất cả rơi, cắt điện thoại đi các ơi. Tất cả hợp tác nào. Rơi đi.